Đó chính là đấng bạn mặc định, đấng thổi sáo này. Bye bye bye, chăm chăm. Hello, xin chào các fly. Lâu lắm rồi hàng mới về sau dịch corona. Thì hôm nay bay sẽ review cho các bạn các loại kiếm mới về nè. Là những loại kiếm ngoài kiếm Mitsu no Yaiba nha. Kiếm Mitsu no Yaiba nhiều quá bay sẽ làm cho một cái video khác. Và đây là một tin vui cho những người sưu tập kiếm. Bạn đã có bao nhiêu bộ sưu tập kiếm ở nhà rồi nào? Rồi bay sẽ review tất cả những hàng mới về cho hôm nay. À, thật ra là chỉ là vũ khí về cho hôm nay nha. Đầu tiên đó chính là một cây đoạn kiếm Genji có nút bấm nè. Khi bấm là nó tự bật ra các bạn nha. Đoạn kiếm Genji có màu đỏ, trắng, đen. Và không biết họ thiết kế như thế nào mà cái phần này nó hơi xước nè. Mấy cây kia chắc không thoát khỏi đâu. Đây là đoạn kiếm Genji màu tím. Nó cũng dài 22cm giống như cây trường kiếm này thôi. Đây là cây thứ hai. Đây chính là cây trường kiếm Genji nè. Đi là đi một cặp nó mới đẹp. Họ sản xuất kiếm hơi vội nên có một số chỗ là nhìn không có được quá chăm chút lắm. Nhưng nó vẫn đẹp như bình thường. Và cũng nút bấm luôn các bạn. Đợt này là về nút bấm nha. Trường kiếm Genji. Nó có một cái nút nè, nút này giống như ngọn lửa. Nếu mà bạn có coi Kimetsu no Yaiba thì cái này là dây chuyền của Thượng Lục nè. Cũng biểu tượng y như vậy luôn. Không biết là cái ý nghĩa đặc biệt gì với người Nhật Bản hay không. Đó là cây trường kiếm và đoạn kiếm Genji các bạn nha, hai cây nè. Cây thứ ba, đây chính là một cây saber trắng. Đẹp đẽ và thuần khiết. Rút ra đây là một cái bên trong. Saber trắng này thì hiện là không có trong phim. Cái này có lẽ chỉ là một bản mod thôi của Saber thôi. Nó giống hệt cây Excalibur á. Nhưng mà cái này màu trắng thay vì màu xanh đỏ như thường lệ. Nó rất đáng có trong bộ sưu tập kiếm của bạn. Hàng độc mà. Đây nó là bản mô phỏng của cây thứ tư này. Đó chính là Excalibur. Đây y hệt nhau luôn. Chỉ khác là đầu trắng màu đỏ màu xanh thôi. Đây. Rất là đẹp. Kiếm của vua Arthur. Chấm chuyện này vua Arthur là nữ nha. Chính là Saber đó các bạn. Đó là một anh linh. Đây là thanh kiếm của Sasuke. Ấn là nó sẽ bục ra. Ồ. Tùy đợt kiếm rồi. Có những đợt kiếm mà loại không nút á thì chỗ này nó khít luôn. Chỗ có nút thì người ta làm cách chỗ này để dễ bấm ra các bạn. Hai bạn nào thích ngầu lò thì dùng nút bấm. Tuy nhiên những nút bấm này đừng có làm dùng quá các bạn nha. Lâu lâu bấm chơi cả thôi, bấm nhiều quá nó sẽ bị lờn. Lờn mất công tháo này ra gỡ là so mệt lắm. Thì cách hướng dẫn cho những kiếm bị lờn thì bay có hướng dẫn trong các video trước rồi nha. Đẹp nhất vẫn là dùng để trưng bày. Tất cả cái kiếm này đều được tặng đế nha. Những bạn mà đợt trước trật Tết không có đế thì sẽ được gửi bù. Nếu mà các bạn đặt hàng thêm nhớ nhắn bay nhé. Đây là thanh kiếm của Yasuo siêu phẩm. Đây đấng siêu phẩm 15 phút GG của chúng ta. Thanh kiếm trông rất là hiện đại. Này, các cốp nổi đều rất là đẹp. Là mấy cây các bạn nhà 3, 6, 7 rồi. 7 loại kiếm, vậy loại thứ 8 sẽ là gì? Đó chính là đấng bạn mặc định, đấng thổi sáo này. Cây này là kiểu Yasuo lang thang có các hình đám mây đây. Kiểu như tiếu ngạo giang hồ luôn các bạn. Để có tiền đi tiếu ngạo thì thổi kèn. Đây là kiếm của Kirito, loại Eludicator. Mẫu này không có nút bấm, nhưng người ta lại thiết kế một cái gì đó giống như nút bấm ở đây. À không có luôn. Tùy đợt, tùy đợt. Các bạn, cây Eludicator rất nổi tiếng của Kirito. Loại này cháy hàng mấy tháng nay giờ mới về lại này. Thiệt là may quá đi. Tiếp theo là một cái xích màu tím của Bách Lý Huyền Sách. Nếu bạn nào chơi Vương Giả Vinh Diệu thì có thể thấy qua. Còn các bạn muốn coi video lẻ về Bách Lý Huyền Sách thì các bạn coi trong kênh trước của Bystore nha. Trong các video trước. Đây là các video giới thiệu sơ. Còn xem kỹ để xem các video trước các bạn nha. Đây là thanh kiếm Mordred của Saber. Saber Mordred chứ. Vừa bạc vừa đỏ. Nhìn bất ngờ và chất. Bạn này là Saber mặc một cái áo giáp đó các bạn. Rất nhiều bạn là fan của nhân vật này. Bạc hoàn toàn luôn. Rất ngầu. Và cuối cùng,
Đây chính là Excalibur. Excalibur khác hoàn toàn với lại Caliban các bạn nhé. Đây rồi, Caliban là loại kiếm biểu trưng cho nhà vua. Còn cái này gọi là thần kiếm Excalibur luôn. Này có cái khiên Avalon, có thể đỡ được sinh mạng này, đỡ được rất nhiều đòn đánh. Đây là Excalibur, sức mạnh ngang với thần. Còn đây là kiếm của người Trần thôi. Cái kiếm này được tặng từ nữ thần dòng sông ấy. Hay nữ thần những con sông trả lại này. Còn kiếm này rút ra từ giống đá, hai cái khác nhau. Thả ông ta. Và rồi đã kết thúc review ở đây. Đây là những loại kiếm mới về của Bay Store Bay Review nha. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybuy.com đổi quà miễn phí ở tập 226.
Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye.